Xin chào tất cả các anh chị. Với iBlend thì chúng ta đã có thể thu thập được thông tin, khai thác nhu cầu cũng như là khuấy động được nhu cầu tham gia bảo hiểm của khách hàng. Nhưng rất là tiếc là vừa rồi khách hàng của Linh lại có điện thoại bận và phải đi công tác ngay sau đó. Và sau hơn 2 tuần trở về thì tình hình dịch Covid bắt đầu quay trở lại khá là phức tạp. Và khách hàng cũng khá là ngần ngại để có một cuộc hẹn gặp trực tiếp để nghe mình tư vấn. Vậy làm sao mình có thể vẫn tư vấn được cho khách hàng mà không gặp mặt trực tiếp? Các anh chị hãy cùng theo dõi nhé. Xin chào anh Cường. Xin chào Huyền Linh. Vừa rồi em thấy là anh bận quá, anh hình như anh phải đi công tác là 2 tuần luôn đúng không anh? Anh vẫn khỏe chứ anh hả? Nói chung là trước đây thì mình thấy đi công tác về thì nó khỏe, nhưng mà dạo này chẳng hiểu sao tuổi tác nó cũng có thêm tuổi nên cảm giác nó yếu hơn rồi em ạ. Dạ em hiểu, ngày xưa em cũng giống như anh vậy, ngày xưa mà mình trẻ mình đi công tác rồi là mình đi bao nhiêu cũng được hết, nên nhưng mà sau này mình qua cái ngưỡng 30, 35, 40 thì bắt đầu sức khỏe của mình nó cũng hơi khác rồi anh ha. Thế nên em mới thấy là anh bữa trước mà anh quan tâm đến cái gói là nhu cầu chăm sóc sức khỏe cũng rất là hợp lý với anh á. Và cộng thêm với cái tình hình Covid vừa rồi thì mình càng thấy cái nhu cầu được quan tâm, được chăm sóc sức khỏe càng quan trọng hơn đúng không anh? Đúng nên rồi. Chính vì thế là ngày hôm nay em rất là cảm ơn anh đã dành thời gian để anh em chúng ta có một cái buổi hẹn mà không có thể gặp mặt được trực tiếp với nhau mà gặp mặt online như thế này, thì chúng ta lại có thêm một cái cơ hội trải nghiệm tư vấn bảo hiểm online anh Cường ha. Anh nghĩ rằng là đúng là trước đây mình cứ nghe là bán hàng online hoặc là một vài những cái dịch vụ online, mà hôm nay lại thấy cả bảo hiểm online thì cũng rất là ngạc nhiên. Đúng anh Cường, em nghĩ là trước lạ sau quen thôi. Nên chính vì thế, ví dụ như ngày xưa khi mà nói là một ai đó tham gia bảo hiểm, mà thậm chí cả gia đình tham gia bảo hiểm, họ thấy một cái điều gì đó nó hơi lạ lạ. Nhưng mà nếu cuộc sống bây giờ của chúng ta mà không có bảo hiểm, mà đặc biệt là bảo hiểm mà chăm sóc sức khỏe cho mình, thì cái điều đó nó cũng khá là lạ. Và ngày xưa thì mình nói là đi chợ, các bà đi chợ là ra ngoài đi chợ bình thường, chứ làm gì có chuyện đi chợ online. Nhưng mà Covid đến thì cái việc mà đi chợ online gần như là rất là thường nhập của mỗi gia đình đúng không anh? Nên anh yên tâm là ngày hôm nay là em cũng sẽ tư vấn cho anh bảo hiểm online nhưng cũng rất là đầy đủ trọn vẹn cho anh ha. Và không mất nhiều thời gian của anh nữa thì ngày hôm nay em xin được phép giới thiệu với anh Cường một cái gói giải pháp được mang tên là bảo hiểm trọn vẹn cân bằng mà AIA vừa mới ra mắt, nhằm mục tiêu có thể đáp ứng được nhu cầu thị trường, gia tăng thêm sự bảo vệ cho khách hàng, đặc biệt trong cái khoảng thời gian mà khách hàng đang có nhu cầu bảo vệ rất cao như bây giờ. Và anh Cường là một trong những khách hàng đầu tiên mà em Linh muốn sắp xếp thời gian ngay sau khi anh vừa đi công tác về để em có thể tư vấn ngay cho anh cái gói giải pháp bảo hiểm này đó anh. Tuyệt quá Linh, anh nghĩ rằng là bây giờ công nghệ thay đổi rồi, thời thế thay đổi thì chúng ta cũng thay đổi, nên là anh cũng rất là mong những cái công nghệ online như này cũng sẽ giúp cho chúng ta có thể tương tác với nhau nhiều hơn, và ngay cả tư vấn bảo hiểm anh nghĩ là cũng mình cũng nên có niềm tin là nó sẽ hấp dẫn và hiệu quả đấy. Dạ em cảm ơn anh. Thưa anh Cường, thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh một cái gói giải pháp. Bởi vì anh Cường nhớ là hôm trước cách đây hơn 2 tuần đó là chúng ta đã chia sẻ với nhau về những cái nhu cầu và lý do tại sao anh cần cái gói giải pháp chăm sóc sức khỏe này. Và em đã thiết kế sẵn cho anh một cái gói giải pháp tương tự, rất là phù hợp, gần giống với cái độ tuổi của anh và gần đúng với cái thu nhập mà anh có thể tiết kiệm trong bảo hiểm. Và cái gói bảo hiểm này tại sao em nói là hiện nay AIA đang đưa ra thị trường mà đáp ứng được rất nhiều nhu cầu của khách hàng, cũng như là đặc biệt là cái nhu cầu bảo vệ. Vì gói bảo hiểm này sẽ bảo hiểm toàn diện 63 bệnh hiểm nghèo ở nhiều mức độ bệnh khác nhau. Thứ hai là sẽ gia tăng thêm quyền lợi cho khách hàng khi mắc bệnh ung thư. Mà trước đây anh nói là anh có chia sẻ là anh có cái người chú bị ung thư nên anh đang rất là quan tâm về cái nhu cầu này. Và không những là bảo vệ về quyền lợi sức khỏe ung thư thì cái sản phẩm này còn có cái quyền lợi bảo vệ rủi ro do tai nạn rất cao, tối đa là 300% cái mệnh giá mà mình mua anh. Và cái sản phẩm này không những là bảo vệ với những cái trường hợp rủi ro cao, mà những cái rủi ro thường nhật trong cuộc sống hàng ngày của mình, như là khi phải vào viện nào, phải nằm viện nào, rồi phẫu thuật hay là điều trị,
bệnh mà không phải là quá nặng nhưng mà chúng ta cần một cái mức độ thường xuyên thì cái sản phẩm này cũng sẽ bảo hiểm cho mình luôn á anh. Và điều hơn hết đó là mang đến cho khách hàng cái sự an tâm khi chất lượng cuộc sống của anh và cũng như là cả gia đình anh, toàn bộ tài sản của gia đình anh tạo dựng sẽ được an tâm, được bảo vệ đó anh. Thế thì tuyệt vời quá. Dạ, và em xin phép được nói rõ hơn về chi tiết những cái quyền lợi vừa rồi em giới thiệu với anh. Và cái quyền lợi đầu tiên mà chắc chắn là anh rất là quan tâm như hôm trước anh có chia sẻ, đó chính là cái quyền lợi được an tâm trước bệnh hiểm nghèo. Và khi mà nhắc đến bệnh hiểm nghèo thì mình sẽ thường nhắc đến là bệnh ung thư, đúng không anh? Và với cái gói này nè, thì khách hàng sẽ được nhận thêm là 250 triệu về quyền lợi ung thư để trang trải chi phí, mà sau đó công ty không hề khấu trừ những cái khoản chi trả tiếp theo cho khách hàng khi khách hàng đã nhận trước 250 triệu này rồi. Và ngoài ra thì khách hàng sẽ được nhận lên đến là 300 triệu trong trường hợp là mắc bệnh hiểm nghèo trong cái danh mục 63 bệnh hiểm nghèo ở nhiều mức độ bệnh khác nhau. Và có một điểm cũng rất là nhân văn là trong cái sản phẩm này nè, khi khách hàng mắc bệnh hiểm nghèo nặng, tức là giai đoạn cuối anh, thì công ty ngay lập tức sẽ chi trả cái số tiền lên đến là 1 tỷ hoặc là cao hơn, tùy thuộc vào cái giá trị tài khoản của mình lúc đó, giữa cái mệnh giá anh mua là 1 tỷ với cái giá trị tài khoản của anh, cái nào cao hơn thì lúc đó sẽ khách hàng sẽ được nhận cái cao nhất, và ít nhất là từ 1 tỷ trở lên đó anh. Anh nghe thấy có vẻ như rất nhiều quyền lợi Linh nhỉ? Dạ, đó chỉ mới là quyền lợi về bệnh hiểm nghèo thôi đó anh. Và ngoài ra như em nói với anh lúc nãy á, là cái sản phẩm này sẽ chăm sóc cho khách hàng khi mà khách hàng có vấn đề về mặt sức khỏe như phải vào viện nè. Thì cái sản phẩm này sẽ chi trả những cái chi phí y tế thường gặp như là phòng hoặc là giường bệnh nè, phẫu thuật, chi phí cấp cứu, thêm nữa là điều trị ung thư, chạy thận nhân tạo, điều trị ngoại trú và theo cái hạn mức tối đa mà mình lựa chọn đó anh. Và không những thế, với cái sản phẩm này á, khách hàng sẽ được bảo lãnh viện phí tại các cơ sở y tế trong mạng lưới liên kết đó anh Cường. Cho anh hỏi là bảo lãnh viện phí là như thế nào, anh cũng chưa hình dung ra lắm. Dạ, thông thường với các sản phẩm bảo hiểm khác mà nếu không có bảo lãnh viện phí thì người khách hàng của mình phải thanh toán trước và sau đó lấy những cái giấy tờ thủ tục của bệnh viện về gửi cho các công ty bảo hiểm thì họ mới bắt đầu chi trả. Nhưng trong cái gói này thì khách hàng được bảo lãnh viện phí, tức là khi khách hàng cung cấp thông tin và khách hàng nằm trong cái phạm vi được bảo hiểm á, thì khách hàng không cần phải trả tiền ngay tại thời điểm đó mà đã được công ty đại diện bảo lãnh cái chi phí đó trả thay cho khách hàng rồi đó anh. Dạ. Tức là bọn anh cũng đỡ phải mang tiền mặt đi theo đúng không? Mà vẫn được dạ, đúng cấp rồi. Dịch vụ thật là tốt đúng không? Dạ đúng rồi anh ạ. Và ngoài ra thì cái sản phẩm này sẽ hỗ trợ thêm cái chi phí nằm viện và nằm tại khoa chăm sóc đặc biệt tối đa lên đến là một ngày là 800.000 đồng một ngày đó anh. Dạ. Vừa rồi thì em đã giới thiệu với anh hai cái quyền lợi mà anh rất là quan tâm, đó chính là quyền lợi chăm sóc khi ung thư và bệnh hiểm nghèo, và quyền lợi được chăm sóc khi vào bệnh viện với nhiều trường hợp khác nhau. Và không những thế thì cái sản phẩm này còn bảo vệ an toàn tài chính, tài sản cho gia đình mình trước những cái rủi ro như là tai nạn. Cái gói giải pháp mà em đang tư vấn cho anh đó, với mệnh giá lên đến là 1 tỷ đồng. Và nếu khách hàng bị rủi ro do tai nạn trong một số trường hợp đặc biệt thì quyền lợi bảo vệ tối đa sẽ lên đến 3 tỷ đồng, tức là gấp 3 lần so với cái mệnh giá mình mua đó anh. Wow. Anh thấy là cái quyền lợi mà Linh chia sẻ rất là hay, nhưng mà có thể là cho anh làm rõ thêm để anh hiểu thêm về sản phẩm của bên công ty em ấy, là dạ, trong trường hợp khách hàng sẽ tử vong do tai nạn như thế nào thì sẽ được thanh toán 300% về em. Dạ thưa anh, là trong cái quyền lợi mà em vừa tư vấn cho anh á, thì công ty sẽ chi trả tối đa là 300% số tiền bảo hiểm, tức là anh mua 1 tỷ, anh sẽ được nhận tối đa là 3 tỷ trong trường hợp đó là tai nạn trên các phương tiện giao thông công cộng trên đường bộ nè, với tư cách là hành khách có vé, hoặc là trong thang máy công cộng, hoặc là nếu mà bị hỏa hoạn trong các tòa nhà ở công cộng á anh ạ. Và cái điểm này nó cũng khá là hay hơn so với các sản phẩm khác trên thị trường, bởi vì các sản phẩm khác trên thị trường á là sẽ chi trả trong trường hợp là khi khách hàng bị tai nạn và tử vong trên các phương tiện giao thông công cộng trên đường hàng không thì mới chi trả tối đa là 300%. Ví dụ như đường bộ bình thường thì tối đa là 200% thôi, nhưng hiện nay trong cái sản phẩm này á, vì mục đích công ty
là muốn gia tăng tối đa quyền lợi bảo vệ và thường xuyên xảy ra trong cuộc sống cho khách hàng nhất, nên công ty mới đưa cái quyền lợi này vào cho mình đó anh. Cảm ơn em. Bên cạnh đó thì trong trường hợp khách hàng bị tử vong hoặc là tàn tật toàn bộ vĩnh viễn thì khách hàng sẽ nhận 1 tỷ đồng, hoặc là cái giá trị tài khoản của mình nếu lúc đó cao hơn 1 tỷ đồng thì khách hàng sẽ được nhận cái mức tiền cao hơn, nhưng mà thấp nhất là từ 1 tỷ trở lên. Và với sản phẩm này sẽ chi trả từ những cái thương tật nhỏ nhất như là tay, ngón chân là khách hàng đã được bảo vệ rồi, chứ không phải là khách hàng bị nặng thì mới được chi trả đâu anh. Và một điểm của cái sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu đến với anh khác biệt so với các sản phẩm khác trên thị trường á, đó là nếu khách hàng bị tử vong và được xác định là không hút thuốc lá thì khách hàng sẽ được nhận thêm nhé, nhận thêm 150 triệu đồng. Anh Cường ơi, cho em hỏi là anh Cường có hút thuốc lá không? Câu hỏi này thì với anh rất là dễ. Nói thật với Linh là quan điểm của anh ấy, là thanh niên thời đại mới là không hút thuốc. Mình biết được rằng là thuốc ấy, vừa có hại cho bản thân mình, vừa có hại cho người xung quanh. Vậy thì một cái việc mà nó không có lợi cho ai cả thì tốt nhất mình không làm. Nên là anh nói không với thuốc lá. Dạ, đúng là thanh niên nghiêm túc luôn đó anh. Tất nhiên, anh mà lại. Dạ, vừa rồi thì em đã giới thiệu với anh là tất cả những cái quyền lợi được bảo vệ cho anh về những cái nhu cầu liên quan đến sức khỏe. Và chắc chắn một điều là khi mà tham gia bảo hiểm á, thì chắc là anh Cường cũng quan tâm là anh tiết kiệm vào trong đó bao nhiêu. Ngoài cái việc bảo vệ anh thì anh sẽ được cái khoản tích lũy lại bao nhiêu, đúng không anh? Và thưa anh, đây cũng là điểm khác biệt của bảo hiểm nhân thọ. Cái gói mà hôm nay em giới thiệu đến anh nó khác biệt so với các sản phẩm bảo hiểm về phi nhân thọ, các gói sản phẩm khác. Đó là khi tham gia bảo hiểm thì hầu như người ta chỉ bảo vệ trong trường hợp rủi ro thôi. Nhưng mà với cái gói này thì anh cũng yên tâm là cái nhu cầu về tích lũy đầu tư của mình. Và như anh Cường thấy ở trên màn hình đây nè, là anh tham gia vào năm mình đang 30 tuổi và mỗi năm anh tích lũy cho cái gói sản phẩm chính là khoảng 16 triệu. Thì đến khi đến cái tuổi về hưu của mình thì cái tài khoản của anh lúc này đã có là 825 triệu. Và nếu mà anh vẫn tiếp tục để tiếp đến thêm vài năm nữa, đến năm anh 70 tuổi thì lúc này tài khoản của anh sẽ là khoảng 1,5 tỷ. Và cái mức tiền, cái giá trị tài khoản mà em đang giới thiệu với anh đó, vào năm 70 tuổi là 1,5 tỷ này, là em đang minh họa cái giá trị tài khoản của mình ở cái mức lãi suất là 5%. Nhưng với sản phẩm này á anh, khi mà khách hàng tham gia, công ty đang chi trả dựa trên tình hình kinh doanh thực tế, chứ không phải là chỉ là ở cái mức 5% này đâu. Nên nếu mà tình hình kinh doanh thực tế mà nó tốt hơn thì chắc chắn là cái lãi suất nó cao hơn, thì lúc này giá trị tài khoản của mình vẫn có khả năng được tăng. Và cái này nó sẽ tùy thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty anh ha. Dạ. Dạ, vừa rồi em đã giới thiệu cho anh khá là chi tiết về tất tần tật những cái quyền lợi bảo vệ cũng như là cái nhu cầu được tích lũy của anh, thì để anh Cường có thể dễ dàng quyết định tham gia. Bởi vì khi mình quyết định mình tham gia một cái sản phẩm, một cái gói gì đó thì mình cũng đều rất là cân nhắc, đúng không anh? Và em cũng hiểu điều đó, thì em sẽ giúp anh có một cái sự cân nhắc rõ ràng hơn. Đó là anh có thể nhìn trên màn hình này nè, anh thấy nè, nếu mà anh tham gia cái gói giải pháp này thì việc đầu tiên đó là anh được an toàn trước những cái rủi ro về mặt tai nạn tối đa lên đến là 3 tỷ đồng. Về tổng quyền lợi bệnh hiểm nghèo và ung thư lên đến là 550 triệu. Về quyền lợi khi mà mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối thì từ 1 tỷ đồng trở lên. Và nếu mà có vấn đề về chăm sóc, về viện phí, chăm sóc sức khỏe thì anh cũng được an tâm khi vào viện. Và ngoài ra thì quyền lợi đầu tư vào năm 70 tuổi của anh cũng được cái số tiền tài khoản lên đến là 1,5 tỷ. Và tất cả những quyền lợi như vậy thì tính ra một ngày anh Cường chỉ cần tiết kiệm đâu đó khoảng 55.000 đồng một ngày là anh đã được trọn vẹn tất cả những cái quyền lợi bảo vệ cũng như là đầu tư rồi đó anh. Chỉ 55.000 thôi đúng không? Dạ, 55.000 một ngày anh tích lũy thì anh được tất cả những quyền lợi, vừa bảo vệ từ rủi ro thấp cho đến rủi ro cao, và cũng như là thêm một cái khoản tiền mình tích lũy ở độ tuổi về già đó anh. Anh nghĩ rằng là khoản tiết kiệm như vậy thì anh thấy là với những quyền lợi nhiều như thế mà không tham gia thì đúng là đáng tiếc em ạ.
Dạ, không thì phí đúng không anh? Và đặc Đúng biệt hơn rồi. nữa là cái độ tuổi của anh bây giờ là đang khoảng 30 tuổi thôi á, thì anh tham gia với cái phí này thì nó em thấy so sánh đó nha, thì em thấy cái phí nó khá là hợp lý. Chứ còn mình để thêm mỗi, như anh biết là cứ mình cứ để thêm mỗi hàng năm như vậy á, thì cái rủi ro tuổi càng cao thì rủi ro càng cao, nên cái phí đóng của mình sẽ tăng dần. Dạ thưa anh Cường, là vừa rồi em đã giới thiệu với anh đến tất cả những cái quyền lợi vừa bảo vệ cũng như là cái quyền lợi đầu tư trong cái giải pháp bảo hiểm trọn vẹn cân bằng này, thì không biết là anh Cường có những cái câu hỏi thắc mắc nào dành cho em không ạ? Cảm ơn Linh rất là nhiều cho anh hỏi là cái sản phẩm mới mà bên em đưa ra nó có cái quyền lợi gì khác và đặc biệt hấp dẫn hơn so với cái sản phẩm trước đây. Bởi vì thú thực với Linh là anh cũng đã từng nghe rất là nhiều về các sản phẩm bảo hiểm và trong đấy có AIA của bên Linh rồi, nên là để quyết định thì anh vẫn phải tìm ra cái sản phẩm nào mà thực sự là phù hợp nhất với anh và quan trọng là sản phẩm ấy có những quyền lợi nổi trội nữa, nên là anh nhờ Linh làm rõ giúp anh. Vậy là hôm nay là em được gặp một người khách hàng rất là tinh tế và rất là chu đáo khi mà lắng nghe một cái giải pháp bảo hiểm dành cho bản thân và cho gia đình mình, nên anh có mới có được cái câu hỏi rất là sâu sắc như vậy. Anh biết là khi công ty ra một cái sản phẩm mới thì công ty đều có cái lý do của công ty, và mục tiêu khi công ty đưa ra sản phẩm mới này là công ty mong muốn là gia tăng thêm những cái quyền lợi bảo vệ tối đa cho người khách hàng của mình. Và tại sao em lại nói như vậy, thì thứ nhất là em muốn chia sẻ với anh về cái quyền lợi bảo vệ cho khách hàng. Công ty muốn gia tăng thêm cái quyền lợi khi khách hàng mắc ung thư á. Cái sản phẩm trước đây á, thì công ty sẽ chi trả trước 25% số tiền bảo hiểm, nhưng sau đó sẽ khấu trừ lại khi kết thúc hợp đồng. Nhưng với cái sản phẩm này thì khách hàng sẽ được nhận thêm 25% số tiền bảo hiểm, nhưng khách hàng không hề bị khấu trừ sau đó. Tức là đây là một cái khoản nhận thêm, và với cái số tiền mà hồi nãy em chia sẻ với anh là 250 triệu đồng, sẽ là một cái khoản tiền giúp khách hàng an tâm để điều trị bệnh và không ảnh hưởng nhiều đến cái tài chính của gia đình họ. Tốt quá. Dạ, và cái quyền lợi thứ hai cũng là khi mắc bệnh hiểm nghèo, đó chính là khi khách hàng mắc bệnh hiểm nghèo so với các sản phẩm trước thì khách hàng chưa được chi trả gì cả. Đến khi nào khách hàng tử vong hoặc là khách hàng bị thương tật tàn tật vĩnh viễn thì khách hàng mới nhận được toàn bộ cái quyền lợi khi tử vong. Nhưng với sản phẩm này, khi khách hàng mắc bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn nặng thì công ty đã ngay lập tức là hỗ trợ luôn cho khách hàng nhận cái khoản tiền đó là 100% số tiền bảo hiểm. Tức là em tư vấn cho anh là 1 tỷ đồng hoặc là giá trị tài khoản trong hợp đồng của mình. Anh nghĩ thế là công bằng em ạ, hợp lý. Dạ. Và một cái quyền lợi nữa khi gặp tai nạn, công ty cũng gia tăng thêm quyền lợi cho khách hàng, đó là công ty thêm cái quyền lợi thương tật do tai nạn và bắt đầu chi trả từ những cái thương tật nhỏ nhất, và tổng quyền lợi tối đa lên đến là 100% số tiền bảo hiểm, tức là tối đa lên đến 1 tỷ đồng. Trong khi cái sản phẩm trước đây, khách hàng bị thương tật do tai nạn thì chưa có cái quyền lợi bảo vệ cho khách hàng. Dạ. Và một cái điểm mà hồi nãy anh vừa mới hỏi em, đó là trong trường hợp mà tử vong, trong trường hợp tai nạn đặc biệt và tối đa lên đến là 3 tỷ đồng, tức là 300% số tiền bảo hiểm anh ạ. Thì đây cũng là điểm khác biệt, bởi vì cái dòng sản phẩm trước đây thì trong những cái trường hợp mà tai nạn á, thì tối đa lên đến là 200% số tiền bảo hiểm thôi, tức là khoảng 2 tỷ nếu trong trường hợp mà anh đang tham gia. Và không những thế, trong cái sản phẩm trước đây á, khi khách hàng bị tử vong và được xác định là người này không hồi trước giờ không có hút thuốc á, là trong sản phẩm này chi trả thêm là 15% số tiền bảo hiểm, tức là nhận thêm 150 triệu đồng. Vậy cái sản phẩm này cũng đã tăng thêm cái hạn mức bảo vệ trong trường hợp dành cho những người khách hàng rất là quan tâm giữ gìn sức khỏe cho mình đó anh. Dạ. Và không những thế, em cũng muốn chia sẻ cho anh thêm những cái quyền lợi về tích lũy cũng như là linh hoạt trong cái sản phẩm này. Thứ nhất là trong cái sản phẩm này, khi mà anh tham gia thì anh sẽ được thưởng vào những cái năm cố định trong hợp đồng, và bắt đầu từ năm thứ 5 là mình đã bắt đầu nhận thưởng rồi anh. So với cái sản phẩm trước đó là đến năm thứ 10 mình mới được nhận thưởng, nhưng mà trong cái sản phẩm này là bắt đầu từ năm thứ 5 là đã được nhận thưởng. Và nhận thưởng sớm thì tiền mình có vào tài khoản của mình nó nhiều hơn, thì mình đúng sẽ rồi. Tích lũy được nhiều hơn, đúng không anh? Dạ. Đúng rồi. Và ngoài ra là cái cách tính thưởng trong cái sản phẩm này cũng rất là dễ hiểu, dễ tính và giúp khách hàng thấy ngay từ đầu luôn. Bởi vì cái tính thưởng sẽ tính dựa trên
trên phần trăm phí bảo hiểm cơ bản. Em lấy ví dụ như là phí bảo hiểm cơ bản của anh là 20 triệu thì cái tiền thưởng sẽ tính trên 20 triệu, trong khi so với các sản phẩm trước á, thì cách tính nó sẽ hơi khó hình dung ra ngay từ lúc tư vấn, hoặc là trong cái bản minh họa anh sẽ khó thấy hơn, bởi vì cách tính thưởng lúc trước là khoảng 50% tổng khoản lãi tích lũy vào giá trị tài khoản cơ bản cộng dồn của 5 năm liền trước cái ngày kỷ niệm hợp đồng. Ha, thì đôi khi mình phải đợi là cái kết quả nó như thế nào, tài khoản của mình như thế nào, rồi họ mới cộng lại, rồi lúc đó nó mới ra kết quả. Còn bây giờ là anh không cần biết cái tài khoản của anh như thế nào, anh chỉ cần biết là cái phí đóng của anh là bao nhiêu thì anh cứ tính dựa trên như vậy, và nhận thưởng của mình, mức nhận thưởng của mình nó sẽ tăng dần và tăng tối đa lên đến là 15% trên cái phí cơ bản mà anh đóng cho công ty. Tốt quá. Anh nghĩ là cứ có thưởng là vui rồi. Anh thấy là tham gia cái gì mà được thưởng là anh cảm thấy rất là hào hứng. Dạ, và với điều kiện, anh nhớ giùm em là với điều kiện khách hàng nào mà luôn quan tâm đến hợp đồng của mình, đóng phí đều đặn, thì lúc đó nó sẽ giúp mình gia tăng thêm cái khoản tích lũy của mình đó anh. Dạ, và em nghĩ là thêm một cái thông tin nữa mà anh cũng sẽ rất là thích đây, đó là chi phí ban đầu. Em giải thích cho anh một tí về cái chi phí ban đầu, bởi vì khi anh biết là khi tham gia một cái hợp đồng bảo hiểm thì chắc chắn là công ty sẽ có trang trải những cái chi phí cho hợp đồng của mình, ví dụ như trang trải cho chi phí rủi ro chẳng hạn, chi phí quản lý hợp đồng nè, chi phí để vận hành cái hợp đồng đó, và rất là nhiều chi phí. Và cái chi phí ban đầu trong cái sản phẩm ngày hôm nay em nói với anh đó là thấp hơn so với các sản phẩm trước đây, và nó chỉ tính cái chi phí cho hợp đồng của mình trong 3 năm đầu tiên mà thôi, và bắt đầu từ năm thứ tư thì không tính chi phí ban đầu nữa. Thì tất nhiên là khách hàng không bị trừ những cái chi phí nữa, thì sẽ cái làm cho cái tài khoản của mình nó lớn dần lớn dần, và mình được tích lũy nhiều hơn đó anh. Dạ. Còn cái sản phẩm trước đây, dạ, và còn cái sản phẩm trước đây thì như em nói với anh đó là cái chi phí ban đầu nó cao hơn một chút, và sau năm hợp đồng thứ năm thì nó vẫn giữ ở cái mức độ là 1.5%, và nó giữ liên tục sau đó luôn. Còn sản phẩm của mình là bắt đầu từ năm thứ tư là đã không tính rồi. Thấy quyền lợi nhiều hơn mà chi phí ban đầu lại rút ngắn thời gian trừ, thì anh thấy là rõ ràng đây là một lợi thế của bên công ty em rồi. Dạ. Hôm nay em với anh cũng tư vấn, như anh nói là cũng thấy lạ so với ban đầu, đó là tư vấn bảo hiểm online á. Thì anh cảm thấy là hôm nay anh đã được giải đáp hết tất cả những cái thắc mắc, những cái băn khoăn của mình, và khiến anh hài lòng hay chưa? Và nếu có gì cần góp ý thêm để cho em cũng như là AA để có thể phục vụ và cải tiến cái dịch vụ của mình tốt hơn cho khách hàng của mình, thì anh Cường có thể cho em một số ý kiến được không ạ? Thì lúc đầu anh cũng rất là quan ngại là việc tư vấn bảo hiểm online nó có thuận lợi cho anh hay không, bởi vì là có thể anh mua hàng online hoặc là bọn anh có thể họp online thì bọn anh làm rồi và nó cũng rất hiệu quả. Nhưng mà bảo hiểm online mà nghe tư vấn thì mình cứ quan ngại là không biết là mình có hiểu được không, rồi cái tính tương tác như nào. Nhưng đúng là cảm ơn Linh rất là nhiều, bởi vì là ngày hôm nay những gì em chia sẻ với anh trong khoảng nửa giờ đồng hồ thì anh cũng cảm thấy rất là dễ hiểu, và đặc biệt thì anh thấy là cái lúc mà Linh chia sẻ thì cái màn hình nó cũng cứ chạy từng cái hình ảnh rồi chữ rồi con số ấy. Nó làm cho anh vừa được nghe em nói rồi lại vừa được nhìn lên màn hình ấy. Thì nó làm cho anh thấy là cũng rất là dễ hiểu, và nó cũng có những cái gì mình cảm giác như là thời đại công nghệ, mình cũng phải tiếp cận với những cái công nghệ mới giống như này để nó nâng cấp mình lên. Nên là thực sự là anh cũng phải chia sẻ thật là anh cảm thấy khá là hài lòng với cái phần hình ảnh cũng như là âm thanh mà em vừa có sử dụng để chia sẻ với anh về một cái giải pháp rất là hay. Thì anh cho rằng đấy là những cái mà rất cần thiết cho khách hàng giống như bọn anh trong giai đoạn mà nhiều khi phải cách ly, rồi nhiều khi là không phải lúc nào cũng gặp nhau trực tiếp được, mà mình tranh thủ có thể buổi tối mình chia sẻ một tí xíu như này thì nó cũng giúp cho bọn anh rất là nhiều. Dạ, em cảm ơn anh Cường. Và thưa anh Cường, là chắc anh Cường cũng đồng ý với em rằng là dù nãy giờ em tư vấn cho anh về những cái quyền lợi đầu tư nè, công ty tính những cái chi phí hợp đồng thấp hơn nè, mình được thưởng sớm hơn nè, và những cái quyền lợi tích lũy khác rất là hấp dẫn, nhưng mà sức khỏe đối với mình là điều quan trọng nhất, đúng không anh? Và anh quyết định tham gia vào cái gói này vì anh mong muốn là được bảo vệ và an tâm về mặt sức khỏe của bản thân mình, và an tâm về sức khỏe tài chính của gia đình mình, đúng không anh? Chính xác đấy, với anh và với gia đình anh thì đều nhận thức rất rõ là sức khỏe luôn là điều rất là quan trọng, nên là
mình luôn luôn phải giữ gìn và bảo vệ sức khỏe, làm sao đấy để mình cảm thấy yên tâm nhất thì mình mới có thể thực hiện những việc khác. Dạ thưa anh Cường, là không biết là anh Cường thấy rằng là mỗi ngày mình tiết kiệm khoảng 55.000, chắc là bằng một bữa ăn sáng của cá nhân mình thôi đó, chứ chưa nói đến gia đình mình á, thì anh thấy như thế nào và anh có mong muốn được bổ sung thêm cái quyền lợi gì nữa hay không ạ? Cảm ơn Linh rất là nhiều. Anh nghĩ rằng là cái mức mà Linh đề xuất với cái khoản tiết kiệm khoảng 55.000 đồng mỗi ngày và anh được bảo hiểm với số tiền 1 tỷ thì anh nghĩ là nó phù hợp với cái khả năng tài chính của anh trong thời điểm hiện tại. Nên là sau này giả sử như mọi thứ nó tốt đẹp hơn thì biết đâu anh lại sẽ lựa chọn AA để tham gia thêm những cái giải pháp khác của công ty nữa. Nên là ngày hôm nay mình chốt là 55.000 đồng thì vừa với anh em ạ. Dạ cảm ơn anh Cường rất là nhiều và em cũng hoàn toàn đồng ý với anh là cái mức này á, nó cũng rất là phù hợp với cái lựa chọn của anh. Còn khi nào mình lập gia đình, mình có thêm người thân mong muốn được tham gia thêm thì lúc đó mình sẽ gia tăng thêm cái quyền lợi cho người thân của mình nữa anh ha. Vậy bây giờ là em cũng sẽ cùng anh là mình sẽ làm những hoàn tất những cái hồ sơ để tham gia và mình cũng sẽ làm online luôn anh ha. Wow hay thế à. Anh nhất trí, mình sẽ tiến hành luôn, bởi vì hôm nay như ngày tốt đấy. Dạ